khi mà vào cái video của ngày hôm nay thì mình xin thông báo với các bạn là hiện tại mình đang tổ chức một cái event nha, một cái event tặng quà cho các bạn mừng 7k sub mà hôm trước mình có thông báo cho các bạn á. Thì các bạn nào chưa tham gia thì có thể vào kênh YouTube bé của mình nè, đây kênh YouTube bé đất cú cưng của mình nha. Và các bạn nhấp vào cái video là tổ chức event quà cực khủng nè, đấy nhấp vào. Rồi. Và sau đó các bạn xem hết cái video này giùm mình ha. Rồi các bạn sẽ biết cái cách thức tham gia. Đó. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin mời các bạn xem tiếp video của mình. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chế tạo đồ chơi cho Hunter nha. Và hôm nay mình sẽ làm nhà và một số đồ chơi khác cho Hunter bằng cái ống hút nha các bạn. Đây mình có mua một bao ống hút rất là nhiều luôn nha. Đó, còn dưới này thì một số dụng cụ mình đã chuẩn bị sẵn để mà một tí nữa mình có thể làm những món đồ chơi cho Hunter nha. Thì hôm trước mình đã làm nhà với lại một số món đồ chơi bằng que lè lưỡi rồi. Đó, nhưng mà hôm qua mình mới nghĩ ra là mua ống hút về làm nè các bạn. Đấy. Rồi ở dưới này là một số dụng cụ để có thể cắt và dán này nha. Có kéo nè, cây ấn sắt nè. Đó, và viết nè, thước để mình gạch cho nó bằng nha các bạn. Rồi và một miếng giấy như thế này để một tí nữa mình lót để mà mình dán keo nó không có bị dính nha. Rồi ok, còn đây là một bao ống hút rất là nhiều luôn. Thì cái bao này mình đón khoảng là 1000 ống nha các bạn. Đấy, hơn 1000 ống luôn á. Thì mình mua ống hút màu trắng nha các bạn, để cho nếu như mà keo nó có bị dính vào thì nó sẽ không có bị gọi là xấu. Đó, nó sẽ đỡ xấu hơn ống hút màu đen. Rồi, đấy, ống hút bằng luôn nha, không phải ống hút nhọn nha. Rồi, và như đây rất là nhiều luôn. Chắc mình nghĩ là làm không hết đâu. Đó, nếu như không hết thì mình sẽ suy nghĩ một số cái video nữa mình sẽ làm cho bạn xem. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện cái video này nha. We'll be right back.
Ok, và sau một thời gian thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong rồi các bạn. Đây, rất là mình sẽ làm bốn cái món đồ chơi này thôi nha. Đấy, thì vì làm nó khá là lâu các bạn. Đây, một chiếc nhà khá là to. Chiếc nhà này một tí mình sẽ để vô cho con Bia nó chơi thử nha. Ok, đấy. Làm hoàn toàn bằng ống hút nữa nha các bạn. Thì các bạn có ở nhà mà các bạn dư ống hút nhiều quá thì các bạn làm gì đúng không? Đó, các bạn xách ra các bạn làm đồ chơi cho Hunter. Đó, thì cái này mình khuyên các bạn là dán bằng keo dán sắt nha, đừng có dán bằng keo nến, tại vì keo nến có khi con chuột nó không biết các bạn. Đấy, nó ăn keo nến nó luôn thì mất công lắm. Đấy, bạn dán keo xong thì các bạn đem phơi nắng khoảng 10 phút nha, khoảng 10 phút thôi để cho nó bay cái mùi keo bớt. Rồi các bạn hãy để vào cho nó chơi. Đấy, chứ đừng có để liền, tại vì cái mùi keo nó hơi bị hăng đó các bạn, sợ con chuột nó không quen á. Ok, đây, nhà nhỏ, nhà lớn và đây một cái nhà tắm nè. Đấy, nhà tắm này thì nó có mấy cái lỗ hở thì bắt buộc là phải dùng keo nến rồi các bạn. Đấy, cái này phải bắt buộc rồi. Còn đây là một cái ống chui. Đó, ống chui cái kiểu này không biết kiểu gì nữa các bạn. Nói chung mình suy nghĩ tới đâu mình làm tới đó luôn à. Đó, không có gọi là làm bản vẽ trước. Ok, đấy, bên này thì đủ cho một con chuột chui nha. Rồi, rồi tổng cộng là 4 món nha các bạn. 4 món làm khá là lâu luôn á, tại vì dán mấy cái này nó khó dính đó các bạn. Nó khó dính hơn là dán gỗ lại với nhau. Dán gỗ thì nó sẽ dễ dính hơn. Rồi, và bây giờ mình sẽ để cái nhà to này cho con Bia nha các bạn. Đây, cái nhà này thì mình theo mình thấy là nó cái size nó còn nhỏ hơn con Bia nữa các bạn. Đúng rồi. Thôi nhưng mà nói chung là cho nó che đỡ đi ha. Được đó mình. Rồi, đây mình đã để vào được rồi nè các bạn. Đây, con Bia thì nó đang gọi là thăm dò, thấy không? Đó, mình mà đi ra khỏi chỗ này một tí thôi là nó sẽ chạy nó trốn liền các bạn. Đấy. Rồi, qua bên này thì con sóc nè. Đây, bên kia thì có con sóc. Con sóc thì mình để một tí đi, mình sẽ cho nó cái ống chui nha. Còn ở dưới này thì con bằng chanh thì mình sẽ cho nó một cái nhà nhỏ nha các bạn. Đây, bằng chanh thì cái nhà nhỏ này theo mình nghĩ là vừa với nó luôn á. Đó, một cái nhà. Ok, rồi thì nó ngồi góc kia nè. Đấy, để đi, mình một tí nữa mình sẽ quay cho bạn xem. Rồi, còn cái ống chui này thì mình sẽ để cho con sóc nha. Đấy, con sóc thì để cái ống chui này thì cái ống chui này nó hơi to các bạn, để vào chắc hơi bị chật cái chuồng của nó luôn á. Rồi, mình sẽ để ở chỗ này nha. Đấy, cho nó chơi. Nó chơi một tí thôi, tại vì cái ống chui mình làm hơi to á. Đấy, một tí nữa mình sẽ lấy ra. Để cho nó chơi một tí mình quay cho các bạn xem thôi nha. Đây, con chuột này đang khám phá cái nhà của nó nè. Đó. Rồi, con Bia của nó cũng vậy luôn nè. Đấy. Nó chưa quen các bạn. Các bạn để đồ chơi mới vô là nó rất là lạ luôn nha. Các bạn phải để một thời gian nó mới chịu chơi nha. Đấy, chứ không phải là các bạn mua một chiếc queo hoặc là cái gì đó các bạn để vào rồi chơi liền đâu. Đấy, một thời gian sau thì nó mới được chịu chơi được. Rồi, và video hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây nha các bạn. Đấy, thì nói chung là hôm nay làm vài món đồ chơi bằng ống hút để cho các bạn xem vậy thôi ha. Các bạn có thể áp dụng làm theo nha, để tiết kiệm chi phí nuôi hamster cũng rất là ok đó. Rồi, và video hôm nay kết thúc. Và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, cũng như là subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Đó, các bạn subscribe thì mình có rất là nhiều động lực để làm video cho các bạn luôn. Rồi thì khoảng ngày mai mình sẽ làm một cái video gọi là bốc thăm event á.
đấy, với lại công bố những bạn nào trúng thưởng rồi đăng lên kênh này cho các bạn xem nha. Đấy, các bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký rồi bấm chuông các thứ các kiểu để mà khi có video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn nha. Còn những bạn nào mà chưa tham gia event thì mình sẽ để cái link video ở phía dưới đấy, các bạn chỉ cần nhấp vào xem hết video để tham gia event nha. Đấy, các bạn tranh thủ tham gia để thôi hết event nha các bạn. Rồi, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.